Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sôi Động Cùng Euro của chúng tôi. Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu năm nay đã đến rất gần rồi và chắc chắn rất nhiều người trong số quý vị và các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, đúng không ạ? Vâng, chúng tôi cũng vậy. Và không chỉ đắm mình vào những trận cầu đỉnh cao và bầu không khí sôi động tại lục địa già, chúng tôi còn mang tới cho quý vị và các bạn hệ thống chương trình Sôi Động Cùng Euro theo sát từng trận đấu chuẩn bị diễn ra của giải bóng đá vô địch châu Âu 2024. Đây sẽ là series không chỉ mang tới cho quý vị những tin tức cập nhật về sự kiện này mà còn rất nhiều những điều thú vị khác xoay quanh cuộc đua tranh của đội tuyển Đức và 23 đối thủ còn lại tại xứ Bia Tươi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng điểm qua những điều đáng chú ý tại Euro năm nay và sự chuẩn bị của hai đội tuyển Đức cùng Scotland trước khi họ đá trận khai mạc. Euro 2024 diễn ra tại Đức từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 với 24 đội. Các đội chia làm 6 bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt vào vòng 1/8. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã xác nhận hồi tháng 5 rằng danh sách đội hình được đăng ký tối đa sẽ tăng từ 23 lên 26 cầu thủ. Tại vòng chung kết Euro 2020, các đội bóng được phép đăng ký 26 cầu thủ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Số lượng cầu thủ này cũng được áp dụng tại vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar vì giải đấu diễn ra vào giữa mùa giải quốc nội. UEFA đã lên kế hoạch trở lại danh sách 23 người tại vòng chung kết Euro 2024. Song sau khi thảo luận với các huấn luyện viên, số lượng cầu thủ đăng ký được giữ nguyên. Việc tăng số lượng cầu thủ được phép đăng ký có lợi cho các đội bóng vì lịch trình bận rộn ở cấp câu lạc bộ gây ra nhiều nguy cơ chấn thương hơn cho các cầu thủ. Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng 16 đội. Công nghệ VAR sẽ được sử dụng ở tất cả các trận đấu cùng với 2 trợ lý VAR và 3 người vận hành video. Quy định việt vị bán tự động cũng sẽ được áp dụng tại Euro 2024. Mỗi quả bóng trong giải đấu sẽ được trang bị công nghệ bóng kết nối nhằm gửi dữ liệu vị trí đến trọng tài. Dữ liệu cung cấp từ quả bóng cũng sẽ được sử dụng để xác định điểm tiếp xúc và các tình huống chơi bóng bằng tay. Mỗi cầu thủ dự Euro 2024 nhận trung bình 10.000 đô la một ngày. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ thưởng 24 đội tuyển cũng như các câu lạc bộ có cầu thủ góp mặt tại Euro 2024. UEFA dự kiến sẽ đạt doanh thu 2,7 tỷ đô la từ các hợp đồng phát sóng, tài trợ cũng như bán vé và cấp phép tổ chức giải đấu với 51 trận tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Sau khi trừ các chi phí tổ chức, khoảng 1,3 tỷ đô la lợi nhuận sẽ được UEFA dùng để tài trợ phát triển bóng đá châu lục 4 năm tới, bổ sung nguồn tài chính dự trữ và chia thưởng cho 24 đội tuyển cũng như các câu lạc bộ có quân dự Euro 2024. Danh mục tiền thưởng vào khoảng 360 triệu đô la với số tiền tăng dần qua từng giai đoạn. Cụ thể mỗi đội góp mặt tại vòng bảng chắc chắn nhận 10 triệu đô la, sau đó sẽ có thêm 1,08 triệu đô la cho một trận thắng và 540.000 đô la cho một trận hòa. Ở các vòng loại trực tiếp, các đội lần lượt nhận thêm 1,62 triệu đô la nếu vào vòng 1/8, 2,7 triệu đô la tứ kết và 4,3 triệu đô la bán kết. Đội Á quân sẽ nhận 5,4 triệu đô la, còn đội vô địch là 8,6 triệu đô la cùng với chiếc cúp Henri Dinone. Theo bậc lũy tiến này, một đội tuyển sẽ nhận được tối đa là 31 triệu đô la nếu thắng toàn bộ các trận. UEFA không chỉ trả tiền cho các liên đoàn tương ứng mà còn chia sẻ một số doanh thu với các câu lạc bộ chủ quản có cầu thủ dự Euro 2024. Khoản thanh toán này nằm trong chương trình bảo vệ lợi ích câu lạc bộ và thù lao dựa trên thời gian mà các cầu thủ hội quân và thi đấu cùng với đội tuyển. Theo tờ AS Tây Ban Nha, Real Madrid với nhiều cầu thủ được triệu tập có thể kiếm được xấp xỉ 4 triệu đô la từ khoản chi trả này của UEFA. Thông tin chi tiết chưa được xác nhận, nhưng UEFA cho biết hệ thống phân phối không thay đổi nhiều so với Euro 2020. Ngoài ra, tổng số tiền mà UEFA trả cho câu lạc bộ tại Euro 2024 sẽ tăng từ 140 triệu đô la lên 151 triệu đô la. Trung bình, UEFA sẽ trả khoảng 10.000 đô la cho mỗi ngày một cầu thủ tập trung tại đội tuyển quốc gia trong thời gian chuẩn bị và diễn ra Euro 2024. Các khoản thanh toán bắt đầu từ 10 ngày trước trận đầu tiên và kéo dài cho đến một ngày sau khi họ bị loại khỏi Euro 2024 hoặc nâng cúp vô địch. Khi đặt câu hỏi, ai là cầu thủ được chú ý nhất tại Euro 2024, có thể mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng khi tổng hợp lại, cái tên được lựa chọn nhiều nhất sẽ là Cristiano Ronaldo. Vâng. Có thể huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha này được chú ý bởi những người hâm mộ Anh cuồng nhiệt cũng như cả những người vô cùng ghét Anh.
Song dù yêu hay ghét CR7, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đây thực sự là thỏi nam châm hút những kỷ lục. Ronaldo từng nói, anh không chạy theo kỷ lục mà kỷ lục chạy theo anh. Vâng, rất ngông nhưng cũng rất đúng. Và tại Euro năm nay, có rất nhiều những cột mốc mới đang chờ để được Cristiano Ronaldo xô đổ. Tiền đạo đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng góp mặt tại giải bóng đá vô địch châu Âu Euro sau khi thiết lập nhiều kỷ lục ở giải đấu này và giành chức vô địch vào năm 2016. Tại giải sắp tới, cầu thủ ngôi sao này được kỳ vọng có thể củng cố thêm di sản của mình tại Euro với nhiều kỷ lục đang chờ đón. Ronaldo đang giữ kỷ lục về số lần tham dự giải đấu sau khi góp mặt tại 5 kỳ Euro vào năm 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. Anh sẽ tự phá sâu cột mốc này nếu đạt thể trạng tốt và thi đấu tại Euro 2024. Cựu thủ thành người Tây Ban Nha Iker Casillas cũng góp mặt tại 5 kỳ Euro nhưng chỉ bắt chính vào năm 2004, 2008 và 2012. Ronaldo có thể phá kỷ lục của bản thân bằng một bàn thắng tại Euro 2024. Nếu làm được điều này, anh sẽ ghi bàn tại 6 vòng chung kết Euro liên tiếp, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Nhiều bàn thắng nhất, sự bền bỉ của Ronaldo cũng đã giúp anh thiết lập kỷ lục về số bàn thắng trong lịch sử Euro với 14 lần lập công trong 5 lần tham dự đấu trường này. Trong đó, anh ghi 2 bàn tại Euro 2004, 1 bàn vào năm 2008, 3 bàn vào năm 2012, 3 bàn vào năm 2016 và 5 bàn tại 2020. Chỉ cần thêm một bàn thắng nữa, Ronaldo sẽ vượt qua kỷ lục đã được thiết lập trước đó của mình để tiếp tục củng cố vị trí cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Euro. Với phong độ tuyệt vời hiện có tại câu lạc bộ Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League, Saudi Arabia với 35 bàn thắng trong 31 trận đấu, việc Ronaldo tiếp tục ghi bàn tại Đức mùa hè này là điều không khó. Cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn. Kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Euro hiện thuộc về tuyển thủ Áo Ivici Vastik. Anh lập công với một quả phạt đền ở phút bù giờ trong trận gặp Ba Lan tại Euro 2008 khi 38 tuổi, 257 ngày. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Áo ở một kỳ Euro. Ronaldo có cơ hội vượt qua Vlasic ở Euro 2024 vì anh đã 39 tuổi 130 ngày vào thời điểm giải đấu khai mạc. Cầu thủ nhiều tuổi nhất ra sân không tính thủ môn. Trước khi có cơ hội phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử Euro, Ronaldo sẽ cần phải ra sân dưới màu áo của đội tuyển Bồ Đào Nha trong giải đấu sắp tới tại Đức. Chỉ cần một lần ra sân thi đấu tại Euro 2024, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu tại Euro không tính thủ môn. Khi đó anh sẽ vượt qua huyền thoại người Đức Lothar Matthäus, người đã 39 tuổi và 91 ngày khi ra sân lần cuối cho đội tuyển Đức trong trận gặp Bồ Đào Nha năm 2000. Góp mặt nhiều nhất trong đội hình tiêu biểu, Ronaldo và đồng đội của anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha là Pepe sẽ cùng cạnh tranh để lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của 4 kỳ Euro. Pepe được xuất hiện trong đội hình tiêu biểu trong 3 giải đấu liên tiếp từ năm 2008 đến 2016, trong khi Ronaldo đã giành được vị trí trong đội hình tiêu biểu các năm 2004, 2012 và 2016. Hiện họ đang chia sẻ vinh dự này với Paolo Maldini của Italy và Laurent Blanc của Pháp. Cầu thủ nhiều tuổi nhất lập hat-trick. Ronaldo chưa từng lập được hat-trick ở Euro và nếu làm được điều đó tại Đức mùa hè này, anh sẽ đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi 3 bàn trong một trận đấu tại đấu trường danh giá nhất châu lục. Kỷ lục hiện tại thuộc về huyền thoại Michel Platini, người đã ghi một hat-trick trong hành trình đến chức vô địch năm 1984 với đội tuyển Pháp. Tham dự nhiều trận chung kết nhất. Sau khi trải qua cả thất bại lẫn chiến thắng trong các trận chung kết Euro vào năm 2004 và 2016, Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ hy vọng có thêm một lần xuất hiện trong trận đấu cuối cùng của giải. Khi đó dù thắng hay thua, Ronaldo sẽ tạo ra lịch sử với tư cách là cầu thủ tham dự nhiều trận chung kết Euro nhất. Ronaldo hiện đang chia sẻ kỷ lục 2 lần đá chung kết Euro với 23 cầu thủ khác. Đã từ lâu trước khi những trận đấu diễn ra ở các giải bóng đá hàng đầu như World Cup hay Euro, người ta đã có một thói quen, đó là nhờ một con vật nào đó dự đoán kết quả
Và con vật đó có thể là một chú bạch tuộc, một chú chó, một chú cá, vân vân. Và chúng đều được gọi chung là nhà tiên tri tại giải đấu ấy. Điều này đương nhiên mang tới sự thú vị và cả sự tò mò với những khán giả, bởi ai cũng muốn biết những con vật sẽ có tài tiên tri như thế nào và liệu xác suất chính xác ra sao. Hòa chung không khí đó, Sôi Động Cùng Euro cũng đã mời về một nhà tiên tri có tên là Hamster Q. Và hãy xem nhà tiên tri Hamster Q dự đoán thế nào về trận khai mạc Euro năm nay nhé. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với phần dự đoán kết quả trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Đức và tuyển Scotland. Và chương trình Sôi Động Cùng Euro năm nay của chúng tôi cũng vừa kịp ký hợp đồng với nhà tiên tri mang tên Hamster Q với mức giá đang được giữ bí mật. Và như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình thì chú chuột Hamster Q của chúng ta đang được đưa ra sân khởi động và làm quen. Chương trình Sôi Động Cùng Euro đã bố trí một sân bóng mini với hai quốc kỳ của hai đội tham dự trận đấu đầu tiên, đó là đội tuyển Đức và đội tuyển Scotland. Ở mỗi phần cầu môn chúng tôi cũng bố trí một chiếc bát đựng thức ăn để xem chú chuột Hamster Q của chúng ta sẽ chọn ăn ở bát thức ăn nào. Và để công bằng thì chúng tôi không để thức ăn vào bất kỳ bát nào cả. Hiện tại mới chỉ là màn khởi động của Hamster Q mà thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn dự đoán của Hamster Q. Hãy cùng hồi hộp theo dõi xem Hamster Q sẽ di chuyển về bát thức ăn ở bên phía đội nào nhé. Như vậy là Hamster Q đã di chuyển về bát thức ăn bên phía đội Scotland rồi. Không biết là Hamster Q đã ăn hay chưa? Ở tình huống này chúng tôi nhìn có vẻ như Hamster Q đã ăn rồi. Không biết là đã ăn hay chưa? Có lẽ chúng ta phải nhờ đến công nghệ VAR mới được. Như vậy là công nghệ VAR đã vào cuộc rồi. Chúng ta hãy cùng xem Hamster Q đã ăn thức ăn ở bát thức ăn bên phía đội Scotland hay chưa. Như vậy là chưa thưa quý vị. Hamster Q chỉ ngửi một chút rồi bỏ qua bát thức ăn của Scotland và đi ra ngoài. Như vậy là nhờ có công nghệ VAR vào cuộc mà chúng ta đã biết được rằng trong tình huống vừa rồi thì Hamster Q đã không ăn bát thức ăn ở bên phía Scotland. Và bây giờ chúng ta đang di chuyển sang bát thức ăn của đội tuyển Đức. Liệu ăn hay không? Không ăn thưa quý vị. Hamster Q chỉ dò la một chút rồi bước qua và chúng ta lại tiếp tục di chuyển về bát thức ăn bên phía Scotland. Và lần này cũng giống như lần đầu tiên, Hamster Q đã bỏ qua bát thức ăn bên phía Scotland và đã di chuyển ra giữa sân rồi. Có vẻ như chúng ta cần chút thời gian để tính toán, vận dụng năng lực siêu nhiên của mình. Hamster Q vẫn đang dò la không biết là nên ăn bát thức ăn ở bên phía đội nào. Hamster Q lại quay về phía bát thức ăn bên phía cờ đội tuyển Đức. Và lần này có ăn hay không? Như vậy là Hamster Q đã chọn ăn bát thức ăn ở bên phía đội tuyển Đức rồi thưa quý vị và các bạn. Và chắc chắn rằng đây là lựa chọn của Hamster Q cho trận mở màn.